Quý vị và các bạn đang đến với kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Ngay sau đây là những thông tin đáng chú ý. Theo dự báo mới nhất về thời tiết khu vực, các nước Đông Nam Á, bao gồm cả nước ta, sẽ có những tháng cuối năm nhiều mưa hơn bình thường do ảnh hưởng của La Nina sau khi phải hứng bão lớn hồi đầu mùa thu. Các nhà khí tượng dự báo, từ giờ đến hết tháng 11, thời tiết ở nước ta và Philippines sẽ ẩm hơn và nhiều mưa hơn mức trung bình mà phần lớn lý do là vì hiện tượng La Nina, theo trang Bloomberg. Trung tâm khí tượng chuyên ngành ASEAN dự báo La Nina sẽ bắt đầu trong tháng 10 hoặc tháng 11 năm 2024. Nhiều mưa hơn thì trời bớt hanh khô, nhưng lượng mưa lớn cũng có thể ảnh hưởng đến nông nghiệp, công nghiệp và du lịch ở những đất nước đã phải chịu những hiện tượng thời tiết cực đoan trong thời gian qua. Bloomberg nhận định, việc có nhiều mưa hơn bình thường có thể ảnh hưởng đến quá trình phục hồi sau bão Yagi ở nước ta mà bão Yagi đổ bộ hôm mùng 7 tháng 9 là cơn bão mạnh nhất từng vào miền Bắc nước ta trong hàng thập kỷ qua, gây thiệt hại, ước tính phải đến 40.000 tỷ đồng. Còn ở Thái Lan cũng bị thiệt hại, ước tính lên đến 30 tỷ bạt, hơn 22.000 tỷ đồng, do lũ lụt liên tiếp và kéo dài ở phía Bắc, bao gồm cả thành phố Chiang Mai. Philippines, đất nước phải hứng chịu khoảng 9 cơn bão mỗi năm, cũng vẫn đang gặp nhiều khó khăn sau khi chịu ảnh hưởng của vài cơn bão trong những tháng gần đây, bao gồm bão Gemi hồi tháng 7, bão Yagi vào tháng 9 và bão karaton vào tháng 10. Từ giờ đến tháng 4 năm 2025, Việt Nam cũng có thể có nhiều bão hơn mức trung bình. Theo ông Takahisa Nishikawa, trưởng nhóm dự báo của The Weather Company, một công ty công nghệ thông tin và dự báo thời tiết hàng đầu. Do vậy, cần đề phòng nguy cơ mưa to gió lớn, ngập lụt, sạt lở đất, đặc biệt ở những vùng đã bị ảnh hưởng bởi bão Yagi. Ngoài ra, Thông tin khi nào không khí lạnh tăng cường kèm theo mưa to tác động tới khu vực miền Bắc cũng đang được nhiều người quan tâm. Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ ngày 18 đến ngày 19 tháng 10 sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, nền nhiệt giảm, trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm. Riêng vùng núi trời trở lạnh, có nơi trời rét do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ có mưa rông rải rác, vùng núi có nơi mưa to. Về thời tiết ngày 17 tháng 10, trước khi chịu ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực tây bắc và việt bắc, khu vực bắc và trung trung bộ có mưa rào và rông dài rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, cục bộ có nơi trên 50 mm. ở khu vực nam trung bộ, tây nguyên và nam bộ có mưa, mưa vừa và dài rác, có rông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi trên 80 mm. thời gian mưa tập trung vào chiều và tối cảnh báo nguy cơ có mưa cục bộ cường suất lớn trên 80mm trên 6 giờ. Trong mưa rông, có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Theo dự báo, rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 và tháng 1 năm 2025, gây ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài trong nhiều ngày. Sử phạt công ty thẩm mỹ đăng thông tin sai sự thật, anh công an xa mình. Công an quận Hà Đông, Hà Nội phát hiện tài khoản TikTok của một công ty thẩm mỹ trên địa bàn đăng tải clip Anh Công an xăm hình. Đây là thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an. Ngày 16 tháng 10, Công an quận Hà Đông cho biết đã ra quyết định xử phạt một công ty thẩm mỹ về hành vi đăng tin sai sự thật có nội dung Anh Công an xăm hình. Trước đó, Công an quận Hà Đông phát hiện tài khoản TikTok của một công ty thẩm mỹ trên địa bàn đăng tải clip Anh Công an xăm hình. Bài viết thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Quả xác minh, đây là thông tin không đúng sự thật, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng công an. Công an đã làm việc với công ty để xác minh làm rõ sự việc. Quá trình làm việc, đại diện công ty thừa nhận do thiếu hiểu biết nên đã đăng tải nội dung sai sự thật lên mạng xã hội để thu hút lượt tương tác cho kênh TikTok. Công an quận Hà Đông đã ra quyết định xử phạt đối với công ty này 15 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật. Bắt giam tài xế xe đầu kéo gây tai nạn chết người trên quốc lộ 51. Tài xế 42 tuổi bị cáo buộc điều khiển xe đầu kéo nhưng không chú ý quan sát khi chuyển hướng rẽ phải, gây tai nạn làm một người đi xe máy tử vong trên quốc lộ 51. Đoạn qua thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ngày 17 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phú Mỹ cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Hữu Phước, 42 tuổi, chú huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để tiếp tục điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Các quyết định và lệnh trên đã được Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp phê chuẩn. Bị can Nguyễn Hữu Phước là tài xế xe đầu kéo, bị cáo buộc điều khiển xe không chú ý quan sát, gây tai nạn là một người đi xe máy tử vong trên quốc lộ 51. Theo điều tra ban đầu, Khoảng 13 giờ 45 ngày 16 tháng 10, tài xế Nguyễn Hữu Phước điều khiển xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 72H029XX kéo rơ móc biển số 50RM018XX lưu thông trên quốc lộ 51 theo hướng Đồng Nai đi thành phố Bà Rịa. Khi đến km 48 tại khu vực giao lộ ngã ba Cái Mép thuộc khu phố Song Vĩnh, phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ, Phước điều khiển xe máy chuyển hướng rẽ phải vào cảng Cái Mép thì xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 62F1-142XX do ông Bùi Trí Xê, 40 tuổi, chú huyện Thạch Hóa, tỉnh Long An, điều khiển lưu thông cùng chiều. Hậu quả, ông C bị xe đầu kéo cuốn vào gầm, dẫn đến tử vong tại hiện trường. Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn là do tài xế Phước điều khiển xe không chú ý quan sát khi chuyển hướng. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ những khung nhà tái định cư dần hình thành ở làng nổ. Hơn một tháng trôi qua sau trận lũ quét kinh hoàng xảy ra vào sáng ngày 9 tháng 9 ở thôn Làng Nổ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, người dân nơi đây đã trở lại nhịp sống thường ngày tại nơi tạm cư. Dù đau thương mất mát vẫn còn hiện hữu, nhưng tại khu nhà tạm cư Làng Nổ những ngày giữa tháng 10 đã có những gốc cây hoa được trồng mới. 25 mái nhà, nơi tạm cư của người dân Làng Nổ đã hiển hiện sự quay quần của thôn bản, dù mất mát chưa nguôi ngoai, nhưng người dân đã chia sẻ, động viên nhau cùng vượt qua giai đoạn khó khăn. Ông Hoàng Ngọc Sử, bí thư thôn Làng Nụ cho biết cuộc sống của người dân trong thôn đã tạm ổn. Trẻ em đã trở lại trường học, trong khi người lớn cũng đã đi làm trở lại. Bị mất nhà và người thân sau trận lũ quét kinh hoàng, cách đây hơn một tháng, anh Nguyễn Văn Điệt, 31 tuổi, hiện sinh sống tại khu tạm cư Làng nổ chia sẻ. nỗi đau vẫn chưa thể nguôi ngoai, nhưng giờ đây phải gác lại để hướng về cuộc sống phía trước. Theo anh Điệt, bà con tại khu tạm cư sau khi lo hậu sự cho người thân đã dần ổn định tinh thần. Mọi người cùng nhau trồng hoa xung quanh nhà và cải tạo vườn rau nhằm cải thiện bữa ăn. Bà Vũ Thị Tư, bí thư đảng ủy xã Phúc Khánh cho biết, trong hơn một tháng qua, cùng với chính quyền địa phương, cộng đồng xã hội đã rất quan tâm đến cuộc sống của người dân làng nổ. Bà tư cho biết, cuộc sống của bà con đã dần ổn định, mọi người đang chờ đợi ngày được chuyển về khu tái định cư mới với 40 mái nhà kiên cố. Đồng thời, các vị trí canh tác nông nghiệp để tạo sinh kế ổn định cho bà con cũng đang được triển khai. Trước đó, ngày 13 tháng 9, sau khi trực tiếp có mặt tại làng Nủ để thăm hỏi động viên nhân dân và các lực lượng tham gia khắc phục hậu quả mưa lũ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã yêu cầu tỉnh Lào Cai gấp rút khảo sát, xác định vị trí xây dựng tại thôn làng Nủ để làm nơi an cư mới cho các hộ dân trải qua đau thương. Ngay sau chỉ đạo của Thủ tướng trong ngày 13 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Bảo Yên đã xác định xong vị trí dự kiến xây dựng khu tái định cư với 37 căn nhà cho các hộ dân thôn làng Nủ. Cụ thể, vị trí mới xây dựng khu tái định cư có diện tích khoảng 5 hecta nằm trên trục đường gần về phía trung tâm huyện. Địa điểm này cách ngôi làng cũ khoảng 3 km và thuộc địa giới thôn cũ. Theo lãnh đạo huyện Bảo Yên, ngay sau khi xác định được vị trí xây dựng, tại đây sẽ được cải tạo, địa thế bằng phẳng, thuận lợi cho người dân sinh sống, canh tác, kinh phí xây dựng sẽ được bố trí từ nguồn xã hội hóa. Đây sẽ là nơi sinh sống mới cho 37 hộ dân thôn làng nổ, phía dưới khu vực này đã có sẵn đường bê tông, xa xa có 3 4 gia đình ở dưới chân đồi. Địa bàn đầy đủ đường đi, điện nước, xung quanh không xa có dân cư sinh sống.